dàn sao Hoa Ngữ có sắc có tài nhưng chờ hoài thời vẫn chưa tới. Lưu Học Nghĩa đang trên đà bạo thì bị fan bạn diễn dìm. Lý Thấm giờ đổi hướng phát triển. Vẫn may mắn hơn dàn sao phải giải nghệ vì chán nản. Trong làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay, nhan sắc và tài năng vốn là hai yếu tố quan trọng giúp một ngôi sao dễ dàng thành công và nổi tiếng hơn. Thế nhưng, vẫn có những cái tên lạ lùng lắm, dù có cả sắc lẫn tài nhưng họ mãi vẫn chẳng thể bạo được, khiến công chúng cảm thấy tiếc nuối không thôi đó. Hãy cùng xem thử, sau cùng họ quyết định thế nào cho tương lai của mình nhé. Từ Chính Khê. Một trong những cái tên khuấy đảo Hoa Ngữ trong tháng 3 năm 2024 chính là Từ Chính Khê với quyết định giải nghệ. Thuở ban đầu, nhiều người đồn đoán Từ Chính Khê rời làng giải trí là để về nhà thừa kế gia sản. Sự thật là Từ Chính Khê không chịu nổi công ty quản lý nên mới phải đưa ra quyết định bỏ nghề đó. Bởi dù anh có ngoại hình lẫn tài diễn xuất, danh tiếng cũng chẳng hề kém, nhưng công ty lại liên tục nhận những kịch bản phim kém chất lượng, đóng khung anh trong một kiểu nhân vật. Sau cùng, cách duy nhất để Từ Chính Khê sống theo ý mình là nói lời chia tay với làng giải trí. Quách Chân Nghê. Năm 2008, Quách Chân Nghê đốn tim hàng triệu khán giả khi hóa thân thành nàng họa quốc yêu phi Triệu Hợp Đức trong Mẫu Nghi Thiên Hạ. Ngũ quan 7 điểm nhưng khí chất lại giúp nhan sắc của cô thăng hạng lên 10. Nhờ thế mà Quách Chân Nghê thường xuyên được mời đảm nhận những vai yêu mị trên màn ảnh. Thế nhưng, khi đang trên đà phát triển, cô cũng vướng phải bất hòa với công ty. Vốn tính cao ngạo, Quách Chân Nghê quyết định giải nghệ luôn. Dù vậy, sức hút của người đẹp này chưa từng giảm sút đâu, bởi showbiz bây giờ chẳng còn ai diễn họa quốc yêu phi xuất sắc bằng cô. Mao Hiểu Đồng. Trong dàn sao Hoa Ngữ hiện nay, Mao Hiểu Đồng chính là một trong những nàng tiểu hoa có tài biến hóa đa dạng nhất trên màn ảnh. Cô có thể hóa thiếu nữ mong manh, cô gái lý lắc đáng yêu hay biến thành ác nữ có giao diện của một thiên thần. Với tài nhập vai xuất sắc đó, Mao Hiểu Đồng được rất nhiều đạo diễn phim yêu ái, đóng toàn dự án chính kịch hot như 30 Chưa Phải Là Hết, Những Đứa Trẻ Nhà Họ Kiều và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Thế nhưng, chẳng hiểu sao mà đến tận giờ, cô vẫn cứ chìm nghỉm giữa dàn sao bị đánh giá thua kém mình về tài và sắc. Lý Thấm. Khi sở kiều chuyện gây bão, Lý Thấm dù chỉ là vai nữ phản diện thôi, nhưng có những lúc cô đã lấn át luôn cả nữ chính Triệu Lệ Dĩnh nhờ nhan sắc đỉnh cao cùng tài diễn bi kịch quá xuất sắc. Khi ấy, ai cũng đinh ninh rằng Lý Thấm sẽ dựa vào tác phẩm này để vươn lên thành đỉnh lưu của lứa tiểu hoa sau 90, thực tế lại rất đáng thất vọng. Bởi Lý Thấm không hề phù hợp với hình tượng nữ chính ngôn tình, từ Hải Thượng Phồn Hoa đến Thỉnh Quân đều không thể bạo như mong đợi. Có lẽ vì thế mà dạo gần đây Lý Thấm chuyển hướng theo Thanh Y, làm nên cho bạn diễn nam trong các dự án chính kịch đó. Dù không đình đám nhưng ít ra nó hợp với người đẹp này hơn. Lưu Học Nghĩa. Từ tác phẩm không được kỳ vọng nhiều, Hoa Gian Lệnh vừa lên sóng đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Thành tựu và độ hot chẳng hề kém cạnh bất cứ dự án trọng điểm nào của nền tảng mạng. Khi ấy, ai cũng đinh ninh rằng Lưu Học Nghĩa sẽ thoát cảnh mờ nhạt, chính thức gia nhập hàng ngũ lưu lượng của showbiz. Kết quả, fan couple của Lưu Học Nghĩa và Trịnh Hợp Huệ Tử lại ra sức kéo chân chàng tài tử. Vì lậm phim mà họ ra sức dìm Lưu Học Nghĩa với lý do bạc tình bạc nghĩa với Trịnh Hợp Huệ Tử. Khỏi phải nói những người này đã gây ảnh hưởng lớn thế nào với Lưu Học Nghĩa, khiến fan anh chàng cũng phải than thở, thà đừng hot còn hơn.